Như chúng ta đã biết, Campuchia đã thành sân sau của Trung Quốc từ lâu. Campuchia nhận các khoản vay của Trung Quốc và đã dần trở thành con nợ. Việc chính quyền Trung Quốc có tầm ảnh hưởng và chi phối Campuchia là điều đương nhiên. Dù Việt Nam chúng ta đã cứu người Campuchia khỏi nạn diệt chủng Pol Pot, nhưng hiện tại, một bộ phận người Campuchia vẫn coi nỗ lực của chúng ta là xâm lược đất nước họ. Một số người Campuchia từ trước tới nay vẫn ảo tưởng sức mạnh về việc đòi lại vùng Nam Bộ của Việt Nam. Theo họ vốn dĩ thuộc về Vương quốc Phù Nam xưa kia. Ngày 8 tháng 8 năm 2023, Campuchia đã gửi thông báo đến Ủy hội sông Mekong về dự án kênh đào từ sông Ba Sắc tới khu vực cảng biển ở tỉnh Kampot Khep bên bờ vịnh Thái Lan. Chính phủ Campuchia đặt tên kênh đào này là Funan Techorkanan, dịch sang tiếng Việt đó là kênh đào đế chế Phù Nam. Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam đã có công văn hôm ngày 22 tháng 9 năm 2023 mời 4 cơ quan và các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đánh giá tác động của dự án xây dựng tuyến giao thông thủy đế chế Phù Nam đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Cục và Bộ Tài nguyên Môi trường phải báo cáo kết quả đánh giá cho Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau ngày 25 tháng 10 năm 2023 để làm cơ sở trao đổi với Campuchia. Theo tờ Phnom Penh Post, đây là dự án hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc. Từ trước tới nay, tuyến đường thủy từ biển đi vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia phải qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tuyến giao thông thủy Funan mới sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Tổng chi phí xây dựng tuyến kênh đào này khoảng 1,7 tỷ đô la, dự kiến hoàn thành trong vòng 4 năm, dài khoảng 180 km với chiều rộng ở vùng thượng lưu là 100 m và chiều rộng ở hạ lưu là 80 m. Chia thành hai làn đường, kênh đào này sẽ nối Prek Takeo trên sông Mekong của Campuchia với biển ở tỉnh Khep đi qua 4 tỉnh là Kadan, Takeo, Kampot và Khep với khoảng 1,6 triệu cư dân sống dọc theo tuyến đường thủy. Trước những diễn biến mới này, việc kênh đào này sẽ ảnh hưởng lớn tới vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Chúng ta đang bị các nước thượng nguồn xây vô số đập chặn nước khiến tình trạng hạn hán, ngập mặn đang diễn ra ác liệt. Nếu các thông số sơ bộ trước đây được đăng trên tờ Khmer Times là chính xác, thì con kênh này sẽ nối dòng chính sông Mekong với đại dương ở Kép, chứ không phải chỉ là sông Ba Sắc. Dự án kênh đào này sẽ bắt đầu tại Prek Takeo, cách Phnom Penh khoảng 30 km về phía hạ lưu trên sông Mekong. Sau đó thì nó giao với sông Ba Sắc cách Phnom Penh khoảng 60 km về phía hạ lưu. Từ đó, nó băng qua vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo và cuối cùng gặp biển ở tỉnh Kép. Kênh đào sẽ đóng một vai trò quan trọng, có tính chiến lược đối với Campuchia, vì nó sẽ cho phép vận tải và hàng hóa di chuyển từ đại dương đến Phnom Penh và các điểm ở giữa, đồng thời giúp Campuchia tránh tuyến đường thủy đi qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Hiện tại, tất cả các tuyến vận chuyển đường biển lớn đến và đi từ Campuchia đều phải đi qua Việt Nam khoảng 200 km. Tàu bè hiện được tự do đi lại mà không bị đánh thuế. Nhưng kênh đào mới mang lại cho Campuchia quyền tự do tiến hành thương mại xuyên đại dương từ các khu công nghiệp nội địa mà không bị cản trở. Dự án sẽ được xây dựng bởi một công ty Trung Quốc và có thể là một phần của sáng kiến vành đai và con đường BRI. Các dự án BRI của Trung Quốc ở Campuchia chẳng hạn như Thủy điện Hạ Sê San 2 không có danh tiếng tốt và bị tai tiếng là thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư và có hồ sơ xấu về các tác động môi trường. Vậy câu hỏi lớn đặt ra là dự án này sẽ nguy hiểm hay có lợi đối với Việt Nam? Theo các chuyên gia, dự án này có thể mang lại những tác động đáng kể về môi trường và xã hội cho Campuchia và Việt Nam. Thậm chí, có thể có tác động đến nghề cá ở Lào. Tính toán đơn giản cho thấy nó sẽ cần ít nhất 77 triệu mét khối nước để lấp đầy kênh Funan khi nó hoàn thành. Nước sẽ được chuyển từ dòng chính sông Mekong và sông Ba Sắc. Điều quan trọng là sông Ba Sắc là một phần của hệ thống sông Mekong. Sông Ba Sắc là nhánh phân lưu lớn nhất của sông Mekong, tách ra khỏi dòng chính sông Mekong tại Phnom Penh. Lấy thêm nước ra khỏi sông Ba Sắc và dòng chính sông Mekong có thể sẽ hạ thấp mực nước sông Mekong tại Phnom Penh với một lượng không xác định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đảo ngược dòng Tonle Sap nổi tiếng. Đó là lực đẩy nước hàng năm từ dòng chính sông Mekong chảy ngược vào hồ Tonle Sap. Dòng chảy ngược này giúp cho hồ Tonle Sap mở rộng gấp 5 lần so với mức nước dâng thông thường vào mùa khô. Việc lượng hồ Tonle Sap được mở rộng chính là trái tim tạo ra nhịp đập của sông Mekong. Đó là quá trình then chốt làm cho sông Mekong trở thành ngư trường nội địa lớn nhất thế giới.
chiếm 20% sản lượng đánh bắt cá nước ngọt của thế giới. Từ trước đến nay đã có rất nhiều yếu tố tác động rồi, như là việc xây đập ở thượng nguồn, khai thác cát, lượng mưa mùa mưa ít dữ dội hơn và các yếu tố khác đang làm giảm khả năng mở rộng lượng nước theo mùa của hồ Tonle Sap. Dự án kênh đào nhân tạo này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài, do đó cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ ảnh hưởng của nó. Đặc biệt, khi xây dựng kênh đào này sẽ ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản của vùng hạ lưu sông Mekong. Hồ Tonle Sap là nơi gieo phối của các loài cá di cư, những loài cũng tìm thấy môi trường sống ở Lào và Việt Nam. Vì vậy, dự án kênh đào mới chắc chắn sẽ làm giảm lượng đánh bắt cá xuyên biên giới. Ngoài ra, việc loại bỏ 77 triệu mét khối hệ thống sông Mekong ở thượng nguồn Việt Nam cũng sẽ làm giảm mực nước dòng chính sông Mekong và sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. 77 triệu mét khối nước để lấp đầy con kênh đào này là một con số lớn. Lúc đó phù sa thủy sản ở dưới hạ nguồn coi như bị chặn lại. Vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ thiếu phù sa trầm trọng. Chia sẻ nước cũng sẽ làm giảm mực nước ở một mức độ nào đó. Vậy một câu hỏi đặt ra là tại sao Campuchia lại đặt tên kênh là kênh đào đế chế Phù Nam? Liệu họ đang nghĩ rằng khi xây kênh đào thành công, các vùng đất đai từ xa xưa sẽ được khôi phục? Mực nước của nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm hàng năm do bị hạn chế nguồn nước từ các đập ở thượng nguồn và thiếu mưa. Hơn thế nữa, trầm tích do các con đập giữ lại và cũng bị loại bỏ khỏi sông Mekong thông qua hoạt động khai thác cát đang khiến lòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long bị hạ thấp. Những con sông này cần có lũ trong mùa mưa để thúc đẩy sản xuất lúa gạo và quá trình chuyển đổi nông nghiệp từ trồng lúa sang các lĩnh vực khác. Một chương trình đầy tham vọng mà chính phủ Việt Nam đang thực hiện. Việc bổ sung thêm kênh Phù Nam mới ở Campuchia làm giảm lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm suy yếu khả năng và cơ hội của Việt Nam trong việc xây dựng một đồng bằng sông Cửu Long bền vững trước biến đổi khí hậu để có thể tồn tại lâu dài trong tương lai, thay vì vùng đồng bằng này sẽ bị chìm xuống biển do mực nước biển dâng. Dự án này có thể làm giảm nghề cá ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Nó có tác động đáng kể đến nguồn cung thực phẩm của người Campuchia. Khoảng 60-70% lượng protein tiêu thụ của Campuchia đến từ việc đánh bắt cá nội địa. Hiện tại Campuchia chưa có kế hoạch nào để thay thế lượng protein đó. Đây là lý do tại sao Campuchia đã tạm dừng các đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong và đang tiến hành xây dựng các đập trên dòng nhánh sông Mekong một cách rất thận trọng. Các quan chức ở đó biết rằng nhu cầu hiện hữu của quốc gia là phải bảo tồn nghề cá sông Mekong. Dự án này mâu thuẫn với nhiều nỗ lực tốt đẹp và hiện tại của Campuchia nhằm bảo vệ nghề cá của chính mình. Chính vì dự án này sẽ có những tác động xuyên biên giới mà chính phủ Campuchia phải thông báo dự án kênh đào Phù Nam tới Ủy ban sông Mekong. Hiệp định Mekong năm 1995 mà Campuchia là thành viên sáng lập nên yêu cầu tất cả các chính phủ thuộc tiểu vùng sông Mekong phải thông báo cho Ủy ban sông Mekong về việc sử dụng nước trong lưu vực và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Có rất nhiều điều chưa biết về tác động môi trường và xã hội của dự án này. Điều quan trọng là Campuchia phải hoạch định dự án này một cách chậm rãi và thận trọng. Từ quan điểm logistics hậu cần, đây là một bước đi quan trọng ở tầm chiến lược đối với Campuchia. Nhưng xem xét từ hầu hết các góc độ khác, dự án có thể gây ra nhiều bất lợi dài hạn hơn là lợi ích. Chính phủ Việt Nam chắc chắn đàm phán nghiêm túc với chính phủ Campuchia về các giải pháp thay thế và nỗ lực giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh Phù Nam. Điều đó có thể được thực hiện song phương hoặc thông qua Ủy ban sông Mekong. Còn theo bạn, kênh đào đế chế Phù Nam của Campuchia liệu có thành hiện thực? Như chúng ta ai cũng thấy là những tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước ASEAN đã và đang diễn ra theo một kịch bản rất quen thuộc. Đó là Trung Quốc ỷ người Đông thế mạnh, lấy thịt đè người, nên họ luôn hung hăng trên Biển Đông. Còn trong khi đó thì các quốc gia ASEAN nhỏ bé lại luôn chịu thiệt thòi, cùng với một thái độ nhẫn nhịn quá mức cần thiết. Tuy nhiên con giun xéo lắm thì cũng quằn. Viễn cảnh trên rất có thể sẽ phải đổi chiều trong tương lai khi mà các nước trong khu vực đã và đang đoàn kết lại với nhau trong cuộc tập trận chung được diễn ra vào tháng 9 tới đây. Nhưng điều đáng tiếc là trong khi hầu hết các nước ASEAN cùng nắm chặt tay nhau chống Trung Quốc thì Campuchia lại muốn tách rời khỏi khối đại đoàn kết. Nước này đã nhiều lần ngăn cản ASEAN đưa ra thông cáo chung về vấn đề Biển Đông gây bức xúc cùng cực cho các nước thành viên. Thậm chí mà trong cuộc tập trận sắp diễn ra tới đây thì Campuchia còn tỏ thái độ khó ở khi cho rằng bản thân không biết sẽ tham gia hay không như là một hành động chống đối quyết liệt. Vậy các bạn có tò mò muốn biết lý do gì mà Campuchia lại tích cực chống ASEAN
dù là một thành viên của tổ chức hay không. Vâng, đây cũng là vấn đề chính mà chúng tôi sẽ tiến hành mổ xẻ ngay sau đây. Nhưng trước khi mà theo dõi video vô cùng hấp dẫn này, các bạn hãy vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Indonesia hay Đô đốc Yudo Margono đã phát biểu trên hãng tin Antara rằng sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung ở biển Bắc Natuna, hay còn gọi là buổi diễn tập đoàn kết ASEAN Inatuna hoặc là ASEC-01N. Chính xác hơn là nó sẽ được diễn ra vào tháng 9 năm 2023 tới đây. Ông Margono cũng cho biết thêm rằng các cuộc tập trận này sẽ có sự tham gia của hầu hết các nước ASEAN và cả quan sát viên Đông Timor. Nó sẽ quy tụ các lực lượng vũ trang của các nước thành viên thuộc Hiệp hội Đông Nam Á, bao gồm cả lục quân, hải quân và không quân hoạt động trên vùng trời bao la. Tuy nhiên, trong cuộc diễn tập, các công tác huấn luyện tác chiến chiến lược sẽ không được triển khai, mà nội dung của nó chỉ tập trung vào vấn đề an ninh và cứu hộ hàng hải, cũng như tập trung diễn tập các dịch vụ xã hội ở khu vực Natuna đổ lại. Và đây được xem là một hành động thể hiện tính trung tâm của ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có các hành động quá khích ở Biển Đông. Đến nỗi mà Washington đã phải kêu gọi Bắc Kinh dừng ngay các hành động khiêu khích tại vùng biển đang tranh chấp. Cụ thể hơn là nước này đã có những hành vi gây hấn trực tiếp với Philippines, khiến cho tàu cảnh sát biển của họ suýt chút nữa là va chạm với tàu của nước bạn. Tiếp đó thì một chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc còn tạt đầu máy bay trinh sát của Mỹ, xém chút nữa là gây ra tai nạn khôn lường. Ngoài ra thì tàu Trung Quốc còn có rất nhiều lần xâm phạm vùng biển Bắc Natuna được Indonesia tuyên bố chủ quyền, cùng với rất nhiều khu vực đang tranh chấp khác. Chính vì thế mà Đô đốc Yudo Margono đã nhấn mạnh rằng ASEAN phải đồng lòng và đoàn kết để tất cả chúng ta đều đạt được thỏa thuận đảm bảo an ninh và ổn định cho khu vực. Nếu khu vực này ổn định, các tuyến hàng hải mới an toàn, các chuyến bay mới an toàn và tất nhiên nơi đây mới có sự thịnh vượng. Đáp lại lời kêu gọi đấy, hầu hết các nước ASEAN đều ủng hộ nhiệt thành quyết định của Chủ tịch Hiệp hội. Duy chỉ có Campuchia là vẫn ấm ờ cho biết mình chưa chắc sẽ tham gia cuộc tập trận vào tháng 9 này. Cụ thể hơn là viên tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia đã phát biểu trong một buổi phỏng vấn trước truyền thông rằng nước mình vẫn chưa đưa ra lời đồng ý chính thức nào về cuộc tập trận chung. Từ đây cho đến lúc đó, Campuchia vẫn cần thời gian để cân nhắc thật kỹ lưỡng. Rõ ràng nó cho thấy được sự do dự của nước này trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực của ASEAN. Nhưng điều đáng nói hơn là đây không phải là lần đầu tiên Campuchia có những hành vi chống đối tương tự khi ASEAN đưa ra các thông cáo chung hay các hoạt động chung liên quan đến vấn đề nhạy cảm. Quay trở lại thời điểm Philippines kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, trong khi hầu hết các nước ASEAN đều ủng hộ vụ kiện này, thì Campuchia lại ra mặt phản đối. Còn trong những lần hiệp hội đưa các tranh chấp trên Biển Đông ra để thảo luận, Campuchia cũng chính là người phản đối gay gắt. Thậm chí mà khi Campuchia trở thành chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2012, nước này đã mạnh tay gạt bỏ vấn đề Biển Đông ra khỏi các buổi thảo luận của hiệp hội. Quyết định của Campuchia được đưa ra ngay sau khi Philippines và Trung Quốc đối đầu nhau gay gắt tại bãi cạn Scarborough. Nó đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử của khối khi ASEAN không thể đưa ra được bất kỳ thông cáo chung nào. Nó đồng thời còn khiến cho mâu thuẫn giữa Campuchia và Philippines được đẩy lên đến đỉnh điểm, đến nỗi mà Indonesia phải can thiệp để tránh ASEAN bị tan vỡ ngay trước mắt. Trước mọi nỗ lực hàn gắn của chính quyền Jakarta, các nước thành viên ASEAN đã đồng ý rằng hiệp hội sẽ được duy trì dựa trên nguyên tắc 6 điểm công bằng minh bạch. Các nguyên tắc ấy sẽ đảm bảo rằng các vấn đề địa chính trị quan trọng nằm trong khu vực có liên quan sẽ không bị bất kỳ quốc gia thành viên nào đơn phương loại trừ, nhất là các cuộc đối thoại trực tiếp giúp thể chế hóa quá trình quản lý và giải quyết tranh chấp trên biển. Những năm sau đó, Indonesia vẫn tiếp tục thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình để giải quyết những tranh chấp trên vùng Biển Đông tiềm năng. Hầu hết các cuộc đàm phán ấy đều thể hiện được tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo đó, nước này muốn khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội trong khu vực đối với vấn đề nhạy cảm đang diễn ra tại khu vực tranh chấp. Và gần đây nhất, như chúng ta cũng thấy là Indonesia đã rất tích cực khởi xướng và tổ chức một cuộc tập trận chung để thể hiện năng lực và sức mạnh của khối đoàn kết. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực đó, Campuchia vẫn cho thấy một thái độ không hợp tác chỉ vì nước này từ lâu đã ngả hẳn về phía Trung Quốc cùng với những dự án hợp tác và đầu tư siêu hời. Trong đó nổi bật nhất là chuyện Trung Quốc hỗ trợ Campuchia 41 triệu đô la để phát triển tuyến đường sắt cao tốc nối nước này với Lào và Thái Lan. Song song với đó là một nhóm các ngân hàng quốc dân của Trung Quốc
đã cung cấp khoản vay hợp vốn trị giá 660 triệu đô la cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sân bay quốc tế Angkor Campuchia để bắt đầu triển khai dự án sân bay quốc tế quy mô lớn. Tiếp đến, các đặc khu kinh tế Sihanoukville, viết tắt là SSEG, thuộc tỉnh Prea Sihanouk, Campuchia được ví như là một dự án quan trọng trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Còn với Campuchia, nó đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế mạnh mẽ khi là một mắt xích trung tâm của chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Hiện đặc khu Sihanoukville do hai công ty của Campuchia và Trung Quốc đồng quản lý. Trong đó, có một khu kinh tế đặc biệt được tách ra từ Sihanoukville với 100 doanh nghiệp hoạt động mạnh mẽ và hầu hết chúng đều là các công ty Trung Quốc. Ngoài ra, thì trong hơn 1 tỷ đô la đầu tư vào đặc khu kinh tế này mỗi năm, tổng vốn đầu tư của Hoa Lục chiếm đến 90% nguồn vốn. Còn nếu tính chung trên toàn vùng lãnh thổ thì tổng nguồn vốn mà Trung Quốc rót vào Campuchia là con số cực kỳ khổng lồ. Minh chứng là theo các dữ liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới cho thấy kể từ năm 1998, khi ông Samdech Hun Sen trở thành thủ tướng duy nhất của nước này, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Campuchia liên tục được duy trì với mức trung bình khoảng 6% một năm. Thậm chí, trong giai đoạn 2011-2019, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của nước này còn vượt lên 7% một năm, cho tới khi đại dịch COVID-19 ập đến. Thành tích trên có được là nhờ vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Campuchia ngày càng tăng và tất nhiên nó chủ yếu đến từ Trung Quốc. Trong đó, nguồn vốn FDI được ghi nhận vào năm 2012 đạt mức cao nhất mọi thời đại với khoảng 14,1% một năm và gần đạt mức tương tự một lần nữa vào năm 2020 với khoảng 14% một năm sau gần một thập kỷ. Đến năm 2021, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư hàng đầu về vốn FDI đăng ký tại Campuchia với tỷ lệ lên đến 48,2% trên tổng dòng vốn FDI hiện có. Trong đó, Campuchia đã thu hút được khoản đầu tư tài sản cố định trị giá 2,32 tỷ đô la từ Trung Quốc, chiếm 53% tỷ trọng đầu tư của Hoa Lục vào các quốc gia Đông Nam Á, bất chấp tình hình kinh tế ảm đạm do đại dịch COVID-19 hoành hành. Còn trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Phát triển Campuchia CDC thông báo đã phê duyệt 113 dự án đầu tư mới và mở rộng với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ đô la. Trong đó, có gần 65% nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc. Chính vì lẽ đó mà Campuchia e ngại rằng nếu mình tham gia vào cuộc tập trận ASEAN sẽ làm cho Trung Quốc không vui. Họ không muốn vì như thế mà mình bị cắt hết mọi nguồn viện trợ từ người đồng minh thân cận khiến cho đất nước phải lao đao khốn đốn. Nhưng Campuchia đã quên mất rằng Trung Quốc chính là một tay cáo già gian manh xảo trá. Họ đầu tư vào Campuchia chỉ để tìm kiếm lợi nhuận và để mua chuộc nước này mà thôi. Bởi vì Trung Quốc đang muốn dùng Campuchia để gây chia rẽ khối ASEAN, đồng thời sử dụng Campuchia như là một công cụ để hiện thực hóa các mưu đồ đen tối của mình trên vùng Biển Đông rộng lớn. Nếu Campuchia không thận trọng, sẽ bị Trung Quốc lợi dụng đến cùng cực để rồi bị vắt chanh bỏ vỏ và quẳng vào xó rác một cách không thương tiếc. Vậy nên thiết nghĩ ngay từ bây giờ, Campuchia nên có những nhận định và lựa chọn sáng suốt hơn khi hợp tác với Trung Quốc. Riêng các nước ASEAN cũng nên lên tiếng cảnh tỉnh nước bạn, chứ không nên im lặng như những ngày vừa qua. Trường hợp Campuchia vẫn ngoan cố làm theo ý mình mà bất chấp lợi ích chung của khối, thì các quốc gia ASEAN nên xem xét lại tư cách thành viên của người không có cùng chung chí hướng. Còn các bạn có nghĩ như thế không? Vui lòng comment ngay ý kiến của mình xuống bên dưới video nhé! Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé!